Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh vừa thống nhất thông qua quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị Đà Nẵng tiếp thu các kiến nghị của hội đồng, các bộ ngành và chuyên gia để hoàn thiện dự thảo, trong đó cần lưu ý phát huy vai trò của Đà Nẵng là trung tâm của cực tăng trưởng vùng động lực miền Trung. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Đà Nẵng cần xác định các điểm nghẽn, thách thức hiện nay và những vấn đề then chốt, hướng giải quyết và những cơ hội mới, giá trị mới, đồng thời rà soát, cập nhật các nghị quyết mới của Trung ương và Bộ Chính trị, nhất là vấn đề về tam nông, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm. Xác định vùng động lực mà mình lại là trung tâm, mình là đầu tàu lôi kéo lan tỏa và phải là bệ đỡ cho Tây Nguyên. Vừa kết nối Đông Tây, Nam Bắc, cái điểm trung chuyển. Nhưng nó sẽ là cái bệ đỡ của Tây Nguyên. Toàn bộ Tây Nguyên có muốn phát triển hay không là phải dựa vào các cái tỉnh ven biển. Thế mà chúng ta không phát huy được cái vai trò sứ mệnh đó thì không đáp ứng được yêu cầu. Bây giờ cái vấn đề của Đà Nẵng nó đặt ra cho Đà Nẵng nó lớn hơn rất nhiều. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị thành phố nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù vượt trội để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, khu thương mại tự do, nghiên cứu các giải pháp, kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Thể chế hạ tầng, nguồn lực và nhân lực. Các cái ngành nghề lựa chọn thì các lĩnh vực thứ tự ưu tiên thì sắp xếp lại. Dịch vụ trước, rồi đến công nghiệp, rồi đến logistics hay là gì đấy thì công chí. Rồi là các cái ngành nghề nó phải phù hợp với cái chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh của chúng ta mà. Một vấn đề nữa là rà soát các cái phương án liên kết vùng, phát triển được các cái tiểu vùng, các cái vùng để xác định rõ cái khu vực động lực chính để ưu tiên. Rồi là các cái cơ sở để chúng ta xây dựng các cái hành lang, cũng như là chức năng của các cái hành lang, các cái vành đai kinh tế. Để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Đà Nẵng rà soát các vấn đề liên quan đến thoát nước đô thị, phòng chống lũ lụt, đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố, các giải pháp giảm phát thải khí carbon. Những khu vực nào nhạy cảm về môi trường, khu vực nào được phát triển, khu vực nào hạn chế phát triển, phương án giải pháp bảo vệ môi trường, các đồng chí rà soát lại.